Lúc nó hát rồi bạn ơi. Thằng này nó ngồi ngoài chợ bạn. Vô. Này sẽ tốn bao lâu để khi rít. Trời ơi, má tao còn ngồi ở đây nó bao giờ hả? Cú tao ra có mình để. Vô. Bật nhạc này nha. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái vlog bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về cứu Rachel trong nhà tù bạn. Đó, mình làm vlog cho lớn luôn bạn. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ tới nhà tù với con bé ba trên tay của mình và cứu thằng Rachel bạn. Thằng Rachel nó sẽ ở trong cái nhà nhà cảnh sát. Mà mình đã tới sở cảnh sát rồi nè bạn. Các bạn có thể thấy là nó sẽ có một căn phòng chờ và một cái bầy và không biết thằng nào nó bị chi nã vậy. Hai thằng, một cái là nguy hiểm nha, thằng là thằng cướp bị chụp lại, cái gì ngu như mấy là cái phòng giam và hai cái chỗ chờ. Đây là cái nhà vệ sinh và đây là cái kho bạn, kho có nước rất ok. Mà mình sẽ quay cho cứu thằng Rachel các bạn ơi. Đây đó, mình sẽ bắt cua theo cốt truyện 404707. Rachel đứng dậy, hai check quấn lộn mày đó, tao chờ mày lâu lắm rồi nha, giờ mày tới nghe nè. Tao đã bị vô tù rồi, cướp nhà băng. Trời ơi rớt tiền rồi bạn. Con này chán thiệt nha. Chạy mà rớt tiền luôn. Thôi xe quá. Xe ngồi chơi lấy hết 4 cái bánh khúc nạn gì. Lên mày ơi. Con này hình như này chát nữa bạn nè. Bạn bè cho tầm này nữa. Ok, và mày sẽ làm gì? Hey, đấy, có thằng đi xe bạn ơi. Có thằng đi xe qua và định làm lê, gì lê, lê, lê. Hết cách, nhẹ. Nằm luôn rồi bạn, nó bị cướp xe. Chạy liền. Really nigga. Rồi cảnh sát, ghê vậy. Thằng này là đệ tử mình nè bạn. Mình lái taxi nó bắt trước đeo bay theo bạn. Này là đồng bọn hay sao á? Đồng bọn đó bạn. Nhảy. Ôi ảo thế nhỉ. Nhảy. Bám vô. Và thằng kia nó bị, thằng kia nó sẽ đáp xuống mà không biết đi đâu. Lấy tiền thôi bạn. Rồi xong. Đây là lý do anh bị bắt bạn. Hết chạy. Thôi ông nội chạy dốc qua chuối té nữa chạy. Mấy bay nó bay ảo không? Tự nhiên thằng này em bị nằm mà. Chuyên gia cà khị xuất hiện. Bạn nó vô mà nó nhảy mà. Quá thằng mà giúp thằng này nó sẽ gần cái gì bạn. Mình sẽ qua nói chuyện với cái thằng Kriu đó. Cái ba mình chạy nữa bạn. Chết bè ba của mình là hạng nhất rồi. Mình tới nhà thằng Kriu rồi nè bạn. Mình sẽ nói chuyện với nó. Đâu, chơi, khỏe không chắc. Mình sẽ lấy chiếc xe đằng sau cái trạm tâm cảnh sát bạn. Mà không biết dịch sao nữa. Ok, mình sẽ qua lấy chiếc xe đó bạn. Chiếc xe nào đó bạn, chiếc xe này nè bạn ơi. Lên và mình sẽ về lại bên đó bạn. Ok bạn, mình tới rồi nè bạn. Mình đã lấy được chiếc xe, mình sẽ đậu ở đây bạn. Yes. Mình sẽ qua mình nói chuyện đó bạn. I bet you can beat my car bạn. Mình sẽ đua xe bạn. Nếu mà mình thắng mình sẽ được 500 đô. Con vô máy. Tuổi gì mà có thể tao thua được chứ. Các bạn, mình là tay đua mà. Các bạn không biết đúng không? Chết cha nhầm lên. Mình là tay đua mà. Gây. Chạy thắng. Let's do. Đi chơi đi chơi thì chơi thôi. Chạy cũng quẹo. Đúng rồi. Mày tuổi.
500 đô ly. Trời ơi. Thắng rồi. Rồi, shop hacking device là ở đâu nhỉ? Là mình sẽ tìm cái mảnh để nó hack cái gì các bạn, mình không biết nữa. Có thể mình biết được nó ở đâu nha các bạn. Chỉ mình thôi. Các bạn, và sau khi mình lên mạng mình coi cách tìm mấy cái hacking device đó thì mình đã tìm ra được ba nơi và bắt đầu mình tìm. Một cái nó sẽ ở trong cái này các bạn, và chiếc xe của mình thông báo trước là chiếc xe mình mới bị răng xuống sông các bạn. Không thể lấy được nữa, mình cứ bên có chiếc monster truck luôn. Nên mà mình qua mình lấy luôn các bạn. Monster truck khá là ngầu nha các bạn. Đây nè các bạn, ấy một cái. Ủa. Ừ, lấy rồi bạn. À, mình tưởng mình nhặt được, không ngờ lấy rồi. Mình sẽ có một cái, nó sẽ gần nhà mình các bạn. Cái chỗ mini game bên đâu bên đây nè. Mình sẽ về nhà mình lấy bạn. Ủa đâu rồi? Đây. Yeah. Ấy, tới rồi nè các bạn, mà tự nhiên cái rơi xuống cái té chết luôn. Đây là cái nhà đây nè các bạn. Hình. Cười nổi như gà đây. Có một cái nữa bạn. Hình. Yes. Còn một cái nữa nó sẽ ở nó đâu đây nè các bạn. Một cái nữa nó sẽ ở bên túc qua bên cái gọi là gì nhờ? Ở nhà sản xuất bạn. Nó mình sẽ qua bên đó mình lấy cái quỷ quái đó các bạn, khá là xa luôn á. Đây các bạn ơi, mình tới chỗ nhà máy rồi nè các bạn ơi. Và mình sẽ đi tìm cái device, hacking device. Chắc nó đâu quanh đây thôi nè các bạn. Đây, yes. Yes, save, game save. Ok, mình sẽ trở lại cái nhà của thằng kia khá là xa. Đổi xe mới rồi các bạn ơi, mà mình về tới nơi, tới nhà của thằng đó rồi nè các bạn. Mình sẽ trả nhiệm vụ cho nó các bạn. Nó sẽ có 3 cái hacking device để nó giúp mình sẽ làm nhiệm vụ. Now let's see, can be it this beep it. Bring $3,000 to. Mấy gì ghê má. Má chém tôi à. Nè. 3,000 bạn, 3,000 để đưa cho nó bạn. Trời ơi. Sẽ phải qua lá taxi được khốn nạn rồi. Ok bạn, mình sẽ chạy taxi. À, quay lại những tháng ngày làm taxi rồi bạn ơi. Kiếm được 3,000 đô rồi nè, tới lúc là phải trả nhiệm vụ cho nó bạn á, kiếm mòn mỏi luôn các bạn. Cũng mệt luôn á. Giờ mình sẽ có một cái bring a battery from Dumas. Mình sẽ qua Dumas để mình lấy cái pin các bạn. Mẹ nó, pin mà dịch cũng không được, chán thiệt, Dumas. Bạn, mấy bạn nhìn xe mình chạy nữa bạn. Khốn nạn quá đi mà. Trời, chạy vô cái nó dính vô hôm đó luôn bạn. Giờ không thể tin được. Đây, Dumas, đây, Dumas, Dumas. Ở đâu? Battery hình như mình thấy rồi nè bạn. Nó ở đây luôn nè. Yeah, một nhiệm vụ nữa hoàn thành các bạn. Mình sẽ quay lại mình chạy nhiệm vụ nó ra. Ấy, trời, lấy chiếc xe này chạy luôn, còn bro luôn nè. Đuôi, sao bốn nó đuôi. Rồi xong. Tới nhà rồi nè các bạn ơi, trả nhiệm vụ. Hít. Yes. Rồi xong. Rồi sao? Meet the hay gay. Hay gay. Where ya? Được chỗ mà hàng hay gan rồi nè các bạn ơi. Nó có cho mình gì không? Nhơi, má ơi, nó không cho mình gì luôn các bạn. Nó cho mình. Happy feet. Combo combo. Dance on. Ôi, đừng nha. Ôi. À, có mấy ông lớn kìa vậy. Ôi. Mày. Chết chưa. Chết, mình sắp chết rồi mà nó chưa chết bạn. Ôi. Chết đi. Chết chưa. Chết. Úi, mình sắp chết rồi. Chết bạn. Chết cha. Quắn rồi.
bạn. Nó no, nó no, nó no, nó no. Mình đâu rồi bạn? Ui. Mày đâu? Mày đâu? Mày đập vô. Yes. Yes, cuối cùng cũng thắng đủ mê. Trời ơi. Trời mừng quá đủ mê. Chọn nguyên cái hội của nó luôn bạn. Mình chọi nguyên cái hội nó mà có mấy thằng lớn quá khó. Nó trâu chó quá mình không chơi được. Bằng đạn luôn, bằng nghẹo như chó vậy. Trời ơi. Giờ qua trả nhiệm vụ cho nó bạn. Kiếm chiếc xe ra bạn. Không có chiếc Uber ở đây. Thôi đi bộ qua luôn đi cho rồi. Ok bạn, trả nhiệm vụ. Yeah. Đương nhiên rồi má, tôi làm muốn đuối luôn. Take a photo of Rachel Chair number. Sẽ qua bên kia để mình chụp cái bảng tên 44404707 của cái thằng Rachel. Tới cái trạm của mấy thằng cảnh sát rồi nè các bạn. Tới lúc để chụp lại cái bảng tên của cái thằng Rachel đây nè. Cái 407 nè. Selfie cái nhẹ. Yes. Đương nhiên rồi. Ok, mình sẽ quay lại mình trả nhiệm vụ cho mấy người đó bạn. Trời ơi, đi qua đi lại mệt lắm. Để tới bạn ơi, trả nhiệm vụ cho nó nào. Trả nhiệm vụ cho nó, yeah. Drop you in a round. Mình sẽ lái lại taxi. Chở 4 thằng bạn, 4 thằng. Chắc vậy chứ mình không biết nữa. Trời ơi, mình coi mình thả nó trên trời luôn nè bạn. Phum. Còn người nó... cuối cùng rồi bạn ơi. Rồi mình sẽ qua mình trả nhiệm vụ nó bạn ơi. Trả nhiệm vụ thôi nào. Yeah. Tới lúc nó hack rồi bạn ơi. Vuốt. Trời ơi, mẹ nó ngồi nó chờ bạn. Vô. Này sẽ tốn bao lâu để khi rít. Trời ơi, má tao còn ngồi hôm nay nó bao giờ nữa hả? Cú tao ra con mình đây. Chưa. Bật nghe này nha. Lên rồi bạn. Yip. Now we have to get a Tommy and we did our boy and Tommy. Switch to hood. Đây, mình sẽ qua bên hàng... Richie hả? Không biết đọc sai đúng không? Mình bó tay bạn ơi. Vô. Mình sẽ chạy khỏi gánh khác bạn. Mà không biết chạy khỏi sao đây, khó lắm. Ui, nó tới kìa bạn ơi. Đủ mẹ. Sợ vậy. Chạy. No, dude. Xung quanh tao toàn là nước. Đóng băng hết. Ủa sao tự nhiên tao đứng im hết rồi? Đi, đóng băng được các bạn. Mình sẽ được có thời gian chạy, mình sẽ lên chiếc dirt bike này các bạn. Chạy, chạy, đừng quăng, đù má, đi kịp xe. Đừng anh ơi. Em ơi, lấy ra tù mà đù má. Trời ơi, chạy trăm mấy luôn bạn. Bây giờ sao, chạy đâu đây? Chạy đâu? Nope. Ui. Chạy đâu cho thác đây các bạn. Wanted level. Giờ đâu? Mình nấp hả? Mình nấp hay mình giết mấy nó mình. Sao ta? Mình sẽ chạy. Ở về nè anh em. Các em ưa tao không? Em muốn tao không? Không nhận mày mày. Kìa vậy? Ghét rít rồi. Giờ sao? Mày cái bữa mày dám bỏ tao. Mấy cứu tiền cho mày giờ mày bỏ tao núp. Rồi. Trời, mấy con đĩ cảnh sát nó chạy tới kìa bạn. Tao không biết tao chạy đâu luôn. Mình sẽ giết hết mấy bọn này. Nope. Mày hả bưởi? Chết hết đi mấy con đĩ. Còn một tội nữa. Mày dùng xe van muốn mày chơi hết. Mày sợ hả bưởi? Mình sẽ vô mua súng mình giết mấy con này các bạn. Mình còn một chiếc xe ngon hơn các bạn. Nó kêu là mình nên từ bỏ đi các bạn. Ôi trời ơi, bay. Thôi về em ơi, dí mệt quá. Ôi, rồi xong.
Đừng, Rachel, no, Rachel, no. Mình sẽ mua bơm bạn, mình biết rồi, mình sẽ mua bơm, không nãy. Hey, what happened? Mày hiểu bụi. Vô đây, mày vô đây. Chạy ra. Còn rồi xong còn nhúm máu hả bạn? No. Mình xuống còn 2 sao là chứng tỏ mấy này nó ít đang ít dần các bạn. Đâu còn xe, cái xe. Quay không chịu nha. Rồi. Bye bye. Chưa nổ bạn. Ấy. Thả chịu chết. Ấy, chết bà còn trái nữa. Đừng. Còn một thôi bạn ơi, còn một, ráng lên. Ê, còn thanh niên cuối cùng. Lấy này làm luôn rồi. Mày hả bữa. Yes. Yeah. Cuối cùng mình cũng đã tới được cái Rachel House. Mình còn một chiếc xe bạn. Đang làm nhiệm vụ đuối. Giờ cũng xong. Rồi tới nhà của mình thôi. Thằng này chắc cũng giàu nè các bạn. Tới nhà. Nhà này cũng giàu bạn. Nhà này cũng như hàng nhà chắc luôn. Lên. Về nhà rồi anh em ơi. Ăn mừng thôi. Yeah. Lên. Ok bạn. Có hàng nào. Nó nào luôn. Hàng chắc này. Hàng chắc này. Mới sắm chiếc Lambo đúng không bạn? Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau.